nay hai mẹ con bữa nay hai mẹ con đi đâu đẹp cái gì? Quay qua đây coi. Thoát được mới mà. Bài mới thoát được mới. Bắt hết chứ. Hai mẹ con đi đâu mà đẹp cái gì? Đi thôi dầm, đi thăm chỗ. Bữa nay hai mẹ con đi Vĩnh Châu. Ở bên này rất là nhiều khách mời. Ai Dương, Ai Nhí, Ai Vũ, Thảo Sương, Đường Vy, anh Bình Đen. Bữa nay mấy anh em đi Vĩnh Châu. Năm Phước. Năm Phước. Năm Phước, đáng Năm Phước. Rồi người ta mời mình đi phải không? À, đúng rồi, người ta mời Thảo Sương, Đường Vy, với anh em trong Nguyên Đồ. Người ta thuê xe cho mình luôn ha. Thuê xe luôn nè. Cái này đi thấy cũng xinh á ha. Đặc xe đi. Này là xe chồng của Thảo Sương, chồng nhỏ. Chồng nhỏ hả? Chồng nhỏ hả? Chồng nhỏ hả? Chồng nhỏ ha, không phải chồng lớn ha. Hình như là đi đâu cũng là lấy xe này đi phải không cô Sương? Chồng cũng Mercedes hả? Mercedes. Chồng chồng chứ bà con ơi, chờ lấy tiền. Em xin lúc nào cũng xin mà. Nói chung là mẹ xin sao rồi con xin vậy? Tại vì trong mẹ cũng biết xin vậy. Bây giờ mẹ con thôi. Mẹ sao con vậy đúng không? Mẹ sao con vậy à? Đúng rồi anh Dương. Theo lời của tôi Tường Huy phát biểu anh có cảm thấy đúng không? Thôi thôi cãi cho đúng không? Chỉ cãi mà cho đúng thôi mà. Cãi mà cho đúng. Đúng là đúng, sai là sai chứ cãi gì. À lượm á. À lượm á. À lượm là sao? Là vui là hai bậc ấy. Bóng á. Xe đó. Nếu mình chạy lượm thay chương dầu ăn à. Thôi giờ ăn gì mới chưa rồi ăn ta mẹ. Cái gì à? Mà ơi mày cái nụn mày cái minh mày cái chân đeo tao tam chắc có con ảnh tấu mò phải tấu tôi lại ta tao đặt con ra cai mình chịu cái nụn là lắm anh thì tao cầm tao cứ ấy cái tao mình thì cô Sương có thể là cho bà con cô bác biết là bữa nay mình đi tham trô là cái gì? Cái này tham trô cũng mời người ta mời đi hát, người ta làm cướp là người ta đưa cái gì vô chùa đó, mình cũng không biết nữa, thì mình chưa tới. Đó, khi nào mình tới mới biết bà con, chỉ là nó mời thôi. Ta mời người ta đặt lúc vào bữa thứ hai đó. Đây là bây giờ cô Thảo Sương cũng đắt xô á ha. Hả? Đắt xô rất là nhiều xô. Đúng không chưa? Xô ngay cầu không? Quên cốc con nghỉ rồi. Xô gì nữa? Nghỉ đi xô rồi. Xô diễn chứ không phải xô gì đâu. Bánh đầm đen này nè cũng đeo kiến rồi đổi bánh bò nó bánh bò rồi cái chạy xe đi bán cao cả. Dạ, ai da. Tính bằng đầm này hả? Đầm này với đầm kia là bán cao cả. Rồi không được à. Cái đầm đó là lồng tiền của mấy cô chú anh chị á. Bán cho bò ăn á. Đi cắt cỏ hả? Cắt cỏ bò ăn mặt này đồ này không, đồ người ta đi bản đầm bán cao cải không chứ đi bản đầm bán cua. Đầm bán cua. Bắt cua. Đi cắt lúa. Đi cắt lúa ăn ông cha. Đi đạp chuột. Đi đạp vịt á. Đâu có đi bắt chuột mẹ. Làm gì ngáp sâu dữ vậy trời? Ôm lại trò, tao quay từ kia ngáp vậy. Ngáp cái gì? Ôm có đi làm thêm nữa đúng, hả? Đúng. Chị ba mày. Ngầm qua đi quay trời gặp chị hai chị hai. Nhỏ thứ hai, chị thứ ba, nhỏ thứ tư, Thảo thứ năm. Cô Sương, con cô Sương Tường Vy á, có chồng có ghệ chưa? Sao thấy càng ngày càng xính vậy cô em Sương? Em còn gái mà. Nó bằng gái.
Mẹ phải giới thiệu con đàng hoàng đi, con ra đi nước ngoài luôn. Giống giống của mẹ mà. Giống giống của mẹ. Còn kinh có cái đinh nữa hả? Con có đinh nó đâu mà ở chính giữa luôn. Cha nó mùi sao để đổi chơi đó. Cha con hả? Ờ, được cho mà cha con muốn. Nhìn cha con là muốn bẻ cổ hả? Ờ, cha con bẻ cổ. Tại sao cô Sương nói là Dương là cha là sao chứ? Lúc đó ở trên Dương ở ngoài lộ. Yeah. Ở ngoài lộ hả? Ở ngoài lộ đó anh. Gầm cầu hay gì? Ờ, rồi mới ăn bầu đẻ. vậy là từ đó giờ Tường Vy là chưa biết là người mặt, luôn mặt mày cha là như thế nào hả? Cho nó biết chứ, nhầm khi cha tại biết sao con. Mẹ con nhiều quá. Nhầm khi cha muốn lấy con. Lộn hôn với mẹ. Không biết làm đại nhưng mà không. Ôi, anh Dương ơi, từ đó giờ anh có biết anh có con gơi lớn vậy không? Không biết đâu, con dài chân hậu biết. Con mà dài chân hậu đâu biết đâu. Con cha mới có 23 con mới 22 đấy. Con gái gần 40 rồi. Cái đó cũng gọi là con, thì con cũng vợ mà. Con cũng vợ của vợ mà. Anh lấy mẹ bậy, lấy bậy. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ là bà mang bầu bà mấy năm mới đẻ. Không biết cha mặt nào nữa, nhiều thằng quá. Mẹ con nói dâm bệnh, nói chung nhiều thằng quá. Thêm chứ khỏi nói nhiều, mày lấy tao thì phải nói gọi mày bằng cha. Ừ, hả? Đúng rõ ràng, hợp lệ rồi. Phải nói gì, thắc mắc gì, gì nữa. Thắc mắc đưa mày đi bắt cà phê à. Bữa nay anh Vũ trốn mất tiêu rồi ta, anh Vũ đâu rồi? Vũ à, bữa nay Vũ phát biểu anh thấy Tường Vy với cô Sương bữa nay có đẹp không? Đẹp cả rồi. Đẹp cả rồi. Dạ. Chi ơi, bà con cô bác trong cộng đồng mạng á, nhiều khi cũng khen anh Chi đẹp trai, anh Chi đẹp trai, anh Chi có thể là lộ mặt ra cái để nói chuyện với bà con cô bác không? Hello mọi người. Mình bữa nay mẹ chạy gì đâu, chạy gì đánh cung rồi, cung gì, cung nữ hả? Cung nữ. Sao chạy gì vậy? Ở nhà quen quá. Chắc đi không kêu mẹ đi theo mấy bãi cho em. Tối đời về tính về không giống về sao mẹ chưa. Rồi vậy là cô Sương. Cô Sương là Duy kêu bằng mẹ. Rồi cô Sương có hung dữ không? Thường thường có chửi gì mắng gì không? Không. Không có chửi, tại không con đi chửi theo trai mà không kêu mẹ đi theo. Vậy luôn á hả? Tại mẹ ở nhà mẹ chưa từng mất nên. Mẹ chưa từng mất, điện tới là hết đường. Mẹ có không có cũng cần ta xem rồi. Cờ đúng cờ ba anh đây đấy. Đúng không? Cờ đóng được mẹ. Ta xem cậu 45 phút mẹ. 45 phút á. Mẹ mẹ. Vậy mà mò rồi chắc. Nè bà vậy thăm ánh 15 phút đó. Mẹ ơi. Cô Sương đi 2-3 lần mà cũng không biết đường mình không. Mẹ đường nào? Tại mình tôi biết chữ, thằng Bình thì nó tôi biết chữ mà không. Tại đi học lớp 19/19 này. Ủa, thường người ta học lớp 12 mà sao cô đi học tới lớp 19 mà sao cô? Có lớp 13 à. Hả? Cái đó hơi lạ nha. 19/19. Tại một năm thay đổi thầy giáo bao cũng là sao? Là sao? Sao học một năm nói chung thầy giáo nói chung là thay đổi biết bao nhiêu ông rồi. Ông nào thấy mặt thảo sư cũng sợ chứ không có dạy được. Sao vậy? Sao sợ?
học sinh lì quá hay là sao? Đâu có đâu, tại thầy giáo đang dạy, lão thương xin đi ngủ với thầy giáo hoài, thầy giáo sợ. Mẹ mới nhờ thôi. Nhà Thảo Sương xin ngủ với tà xem mới được đó. Ê, tà xem lậu Dương tiếc. Trợn á. Thảo Sương rồi, thằng Dương thì cha sao này thôi. Ờ, cha sao. Con cha buộc mình tà xem. Bây giờ trong con người con không biết phải chảy bao nhiêu dòng máu ở trong đây. Tà xem bán khô hả? Không có, tà xem kinh tét đó. Tà xem nuôi bò. Tà xem nuôi bò hả? Ờ Dương, khi mà biết thông tin như vậy rồi sao Dương? Có buồn không? Hết chồng lụp lụp con đi mấy. Chủ ý là nó không phải là chính ma mụ, nó là không phải con còn mừng cái bạn nó phức to quá mấy chuyện lụp lụp đó. Mấy chuyện lụp lụp lắm hả? Nó thích chơi tôm tát với mẹ rồi nó thích với con luôn. Vậy ghê vậy. Tôm tát là cái gì mà ghê? Tôm tát là sao? À, nói chung là mò chém chép của mẹ xong rồi mình mò chém chép của con. Với chém chép ruộng còn dữ lắm các mẹ. Chép ruộng mà đó. Nhiêu là mọi cái nào. Gắn bộ mang. Sau khi mẹ con nói ra những câu như vậy, anh Dương có buồn không anh Dương? Làm gì buồn? Nhiều nước miếng ấy, nhiều nước miếng ấy. Là nước miếng ấy. Cô Sương ở đây ta nuôi gì cô Sương? Cái này hả? Dạ. Nuôi gì? Đường cá sấu. Em nuôi số. Cái lệnh nữa nha. Cái lệnh nữa nha. Cái lệnh mập luôn. Cái lệnh lô nó như hỏi hơn. Lô. Đi là vòng xoay, một hướng về Mỹ Xuyên, một hướng về thị xã Vĩnh Châu. Chạy thẳng thì Vĩnh Châu. Ủa, cà phê ta chạy lộn hoài ta. Trời ơi, tâm hồn đâu vậy? Điên đảo à? Tao tao sắp căng mình á. Đi thẳng là Vĩnh Châu. Ủa, vòng xoay quay lại. Chạy lộn hoài. Vậy ban đêm chạy không lộn được, ban ngày chạy lộn ngộ gì ta? Không chạy đâu có hỏi đâu. Hôm có gì đó nghe tâm hồn chưa có gì phải không? Đi hai ba lần rồi lỡ mẹ. Ba lần. Ta đang thả hồn. Bắt tài bữa nay bị gì vậy cô Sương à tụi biết. Bữa nay bắt tài nói chung là hôm hồn nằm còn nằm ở trong một cái gì. Đi lộn đường hoài luôn. Đi lộn đường hoài luôn. Nhớ người yêu cũ. Hai mẹ con chúng nó xuống chụp luôn mẹ. Ai xuống? Cho Thảo Sư chuẩn bị xuống người bên đội nha. Chị buồn mặt làm chị buồn thôi, nó biết. Đúng không? Mấy hot vậy. Chụp ba mẹ. Quý ơi, coi cha của em sao mà đến thêm vậy nhìn em hoài à? Cha muốn vậy là muốn lụp lụp con tí. Nãy giờ như là anh thấy là vuốt tóc em hoài luôn á. Thiệt luôn á. Mẹ sao cha tính sao mẹ? Kệ cho nó ướt. Lộn ngôn đấy cha. Thăm ngày thăm tuần lỗi mới. Gió. Cái này giống đi Đà Lạt quá mẹ ha. Mẹ cũng đi Đà Lạt. Ôi giống như cha mà muốn flop flop với Tường My thì sao ta? Cũng con cũng cho sao vậy? Cho luôn hả? Sao ủa sao em dễ vậy? Xin với nhau mà. Xin hai bên. Sao em dễ vậy Vy? Không phải dễ, chỉ cho ôm thôi. Ủa nhỏ con ôm cha. Đúng không? Cho con cha được khi tập hoa tiết. Lấy khăn lao giùm cho cha. Hình như là cha ngồi ở sau nãy giờ là chạy nước miếng hả? Cha đâu có làm gì, cha không biết tóm lại đi. Yeah. Sutrom. Con không biết lúc mẹ con mà lấy cha đâu vậy, bụi lùm hay bụi chuối hay là nó bỉ mày? Cái nó cầm chiếc lậu đan.
lộ đá. Lúc lộ đá các bạn đó các bạn. Mày lỡ xe người ta chạy ngang hay sao? Chạy ngang sao? Ở trên nằm luôn chứ. Ta tưởng không được lên bờ. Không được lên bờ. Ngọt đi. Mày cắt ở đây. Anh hả xương cắt. Từ Mỹ cắt ngon chí mình. Thảo ấy. Ủa mình cắt mà không lẽ cắt ngựa khấy. Thảo ấy cắt bay đi mình thảo ấy. Dạ đi ngon chí mình thôi. Thảo ấy chứ bị na chứ. Ngon chí mình hả. Lúc đó đẻ con nghe chắc lú vò âm bên mày. Cái dương nó thấy đó keo keo lộn cái kia mới ra cái lộn vậy. Keo cùng chứ đó mà keo không phải cái cung keo cái kia. Cha nó giật mình, cha nó tưởng là con đĩa con trứng bụng con cha. Cha nó chạy mất. Hôm qua tính nắm cái giò mà nắm lộn cái giò các bạn. Con hỏi không phải ý là con hỏi nè mẹ chuyện sao, nói chung là sao mà lấy cha con ông Dương nè, quen ở đâu á? Quen ở Châu Ích. Quen ở Châu Ích hả? Tại lúc đó lúc ở đâu? Lúc đó thì lúc ngoài lọ tao nói sao. Apollo hả? Là mới quen là lúc lên hả? À lọ dâm dữ vậy trời. Quen nó đủ chứ quen không đủ làm gì con. Quen làm gì vậy? Phí. À, hồi đó gặp ở chùa hả cô Sương? Đi gặp hả? Gặp ở chùa đi này đi kia gì đó đi chung chứ là lộ đan á, lộ đan đi vô đường vô bích rồi đó vậy luôn á hả? Mũi cắn không hả? Hồi đó có khách sạn á mũi cắn nhỏ đập bập bập đó. Mũi cắn mà sướng hả? Cắn mà sướng cứ gỡ đâu 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 gần đã nằm ở trên. Hồi lúc mẹ nằm ở trên hả? Mai nằm dưới. Nó nằm ở trên. Lúc mẹ có dở dò không? Có dở dò lên đâu? Lúc đó hai cái tay đứng dỗ đít nó. Đánh trống hả? Đánh trống hả? Đánh trống hả? Lúc mẹ có dở dò lên đâu? Dở anh sao? Dở lên hả? Dở bên ra dở. Dở bên cái gì? Như có dở dở không? Dẹp khổ. Dở dở dẹp khổ đây. Chơi nhiên. Lúc vô phê không hả? Phê không? Phê không? Phê không? Phê mấy phút? Mấy phút? Nó mà có rượu hơn thì tính yến chứ nha. Không có rượu sao? Không có rượu gì đó. 15 phút hả? Không. Biết luôn hả? Ừ. Dạ nói chung em nói thiệt mà anh Bình em rất là đàng hoàng, không có gì hết trơn á, chỉ có gái điện kêu cúp điện mấy giờ là anh tiếp hết thôi, là 24/24 đúng rồi đó, đúng không anh Bình? Không. Dạ không. Công việc là trên hết. Dạ, công việc là trên hết, cũng phải có giờ chứ, lâu lâu phải xả chép á. Công việc giao thương lắm, công việc là trên hết, mà làm là điện chứ. Anh Vũ sao? Bữa nay thấy Tường Vi sao vậy anh Vũ? Quá đẹp. Quá đẹp luôn hả? Em đang mưa phùn nè. Mưa Đà Lạt hiện đang mưa phùn nè. Mưa. Hôm nay đi gặp trời mưa mà vậy mới vui mát mẻ ha. Bữa nay đi trên Đà Lạt Vĩnh Châu. Ủa rồi bé Di đâu rồi sao không thấy? Bé Di mệt đuối rồi, cũng chờ rồi. Bé Di cũng chờ rồi. Con tôi đang đau rồi đấy. Vĩnh Châu rồi, giờ bà
con kết thúc ngang với Thảo Sương với Tường Vy với anh Bình kết thúc tại đây. Chúng nó đi vô đám phước coi để chúng ta làm đám phước gì chúng nó để giới thiệu cho bà con biết ha.